Có thể nói, bữa cơm ngày Tết không thể thiếu gà. Chính vì vậy mà sau Tết, nhiều người cảm thấy không còn muốn ăn gà. Thậm chí nhìn thấy các món từ gà là cảm thấy ngấy ngán. Tuy nhiên, trong những ngày giữa tháng riêng này, vị ngon của thịt gà sẽ lại đánh thức vị giác của chúng ta. Nếu người nội trợ biết chế biến, biến tấu những món ăn độc đáo từ gà. Để lấy lại khẩu vị sau Tết, người nội trợ có thể chế biến những món ăn càng đơn giản, càng ngon cơm. Gà chiên mắm là một lựa chọn thông minh cho người nội trợ. Trong các bộ phận của con gà, cánh gà ngon thịt hơn cả vì vừa dai vừa ngọt. Chính vì vậy, người nội trợ nên chọn cánh gà làm nguyên liệu cho món gà chiên mắm. Với món ăn này, chúng ta cần có những nguyên liệu sau: cánh gà, nước mắm, tỏi, hạt tiêu, rau thơm để trang trí. Với cánh gà, chúng ta cần làm sạch. Có thể rửa cánh gà với nước muối pha gừng sẽ đảm bảo độ sạch và thịt gà cũng săn chắc hơn, thơm ngon hơn. Gà được chiên vàng giòn, cho tỏi vào, chiên cùng để lấy mùi thơm. Sau đó rắc hạt tiêu, dìm nước mắm là chúng ta đã có món gà chiên mắm rất ngon cơm. Yêu cầu của món cánh gà chiên nước mắm là có vị vừa ăn, nước mắm bao nhẹ quanh cánh gà tạo thành một màu vàng cánh gián đẹp mắt. Cùng với đó, cánh gà còn nguyên, không bị kết dính trong quá trình chế biến. Món ăn cần trình bày hài hòa, hấp dẫn, nhiều màu sắc. Với cách làm cánh gà chiên nước mắm đơn giản tại nhà này, hy vọng người nội trợ có thể dễ dàng thực hiện cho cả nhà cùng thưởng thức. Món ăn này sẽ rất phù hợp cho những bữa ăn cải thiện của gia đình hay những bữa tiệc nhỏ, những buổi gặp mặt cuối tuần. Nó sẽ giúp cho mâm cơm thêm phần hấp dẫn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau với một món ăn cũng khá là hấp dẫn và rất dễ làm. Đó là món cánh gà chiên mắm tỏi. Năm nay là năm con gà thì chắc hẳn là cái món gà này cũng sẽ xuất hiện khá là nhiều trong mâm cơm ngày Tết đúng không ạ? Đúng rồi, gà thì không thể thiếu được. Nhất là giao thừa này, có con gà lễ này. Rồi trong mâm cỗ thì bình thường là không thể thiếu được gà. Vâng. Hôm nay cái món gà ngày hôm nay thì sẽ không đơn thuần, người ta cũng nghĩ đến gà luộc rồi vân, thì gà cánh gà hôm nay sẽ có một cách chế biến khác, sẽ có mùi thơm của tỏi và sẽ mang lại đỡ làm lại lại cái món mỡ trong cái dịp Tết. Vậy thì anh có thể giới thiệu cho khán giả biết là ngoài cái cánh gà như thế này thì chúng ta cần những loại gia vị như nào ạ? Với cái món ăn của người Việt chúng ta nó rất là dễ, người ta nên tưởng đến ngay được cánh gà chiên mắm tỏi thì chắc chắn là có gà có rồi, thì phải có tỏi. Chúng ta sẽ cố gắng chọn những củ tỏi ta nó thơm, nó nhỏ cánh, không như không nên chọn những cái tỏi to. Ngoài ra còn nguyên liệu gì nữa ạ? Nguyên liệu nước mắm, chọn nước mắm nguyên chất rất là thơm. Thì khi mà rót ra như này để chúng ta đã cảm nhận được cái mùi thơm của nguyên liệu chúng ta thì sẽ có một cái thành phẩm rất là thơm. Ngoài ra chúng ta còn có gia vị nữa là gì vậy? Chúng ta sẽ rắc tiêu lên một chút tiêu lên trên trong khi sản phẩm đã chín và một chút mì chính. Quy trình chế biến món cánh gà chiên mắm tỏi của chúng ta bắt đầu như thế nào anh? Mình sẽ cho cánh gà vào trong cái nồi nước và luộc cho nó chín khoảng 70%.
Sau đó thì mình sẽ mang ra để ráo và mình sẽ cho vào chiên. Và muốn để giữ được cái hương vị thơm ngon của nguyên liệu thì chúng ta nên cho gà vào khi cái nước đã bắt đầu nóng. Chúng ta có cần phải đợi nước sôi không ạ? Chúng ta nên để nước nó nóng chúng ta cho vào. Nếu mà chúng ta như anh vừa nói là chúng ta chỉ làm chín cánh gà khoảng 70% thôi. Nếu như mà chúng ta chót làm chín rồi thì sao ạ? Thì cái làm chín thì trong cái cánh gà nó sẽ bị mềm. Thì mình khi mình ăn mình thấy sẽ chín mềm rồi. Thì để mà nó có các cảm giác nó tươi, nó dai dai thì chúng ta nên chúng ta nên để 30% còn lại cho cái khâu chiên đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy là cái trong cái kỹ thuật mình cho cánh gà vào mình luộc. Sau khi chúng ta đã trần qua gà thì bây giờ chúng ta cho vào chiên đúng không anh? Bây giờ chúng ta cho gà vào chiên với dầu đúng không ạ? Anh mình lần được chưa ạ? Chưa được ạ. Bàn hơi thấp, đứng hơi khổ. Chúng ta muốn đứng cái bàn cao hơn. Tại sao mình lại chọn cánh gà để chiên nóng mà không chọn những bộ phận khác rồi anh? Mình có thể chọn những bộ khác nhưng mà mình đưa cánh gà dễ chuẩn hơn. Món cánh gà chiên cũng thích hơn. Nó không bị mỡ quá. Quá trình chiên là chúng ta chiên với cái nhiệt vừa phải. Anh Vương ơi, sao chúng ta không cắt cánh gà từ lúc mà chúng ta chưa chiên chẳng hạn thì có thể nó đơn giản hơn không? Nếu chúng ta cắt lúc đó thì sẽ dễ làm hơn. Nhưng
nhưng mà cắt như thế thì khi chiên nó sẽ bị co ấy. Và co nó được nguyên miếng như thế này. Có nghĩa là bây giờ thì miếng gà của chúng ta đã định hình rồi đúng không ạ? Chúng ta chiên xong rồi thì không khác như là khi mà chúng ta làm như thế này là mấy đúng không ạ? Nếu chúng ta cắt trước thì là miếng gà nó sẽ bị co, co nó sẽ xấu miếng gà. Nếu mình chọn những cái tỏi ta nhỏ và thơm. Cái món gà chiên mắm này của chúng ta ăn với cơm sẽ rất là hợp đúng không anh? Ăn với cơm mà có thể uống với bia. Dạ. Món này rất hợp, nó đậm, đậm thì là uống bia.